có thể các bạn chưa biết thì có một câu nói vui như sau. Một yêu anh có mai ô, hai yêu anh có cá khô để dành. Có thể là anh em sẽ thấy rất buồn cười, nhưng đây chính là những tiêu chuẩn chọn chồng của tất cả các chị em thời bao cấp. Đúng vậy, thời bao cấp hay còn được gọi là thời tem phiếu diễn ra từ năm 1957 tại miền Bắc. Tới ngày 6 tháng 4 năm 1975 thì triển khai trên toàn quốc và phải kéo dài tới mãi năm 1986 mới kết thúc. Ở giai đoạn này, hầu hết các hoạt động kinh tế đều diễn ra dưới nền kinh tế kế hoạch hóa do nhà nước kiểm soát tuyệt đối và không chấp nhận kinh doanh tự do. Thật khó để tưởng tượng được chuyện cầm đồng tiền trong tay mà không mua nổi thứ gì mình muốn, nó sẽ diễn ra như thế nào phải không? Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả đâu. Ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng tìm hiểu những sự thật ối giời ơi thời bao cấp mà Gen Z không bao giờ biết tới. 1. Bắt cởi trần, phải cởi trần, cho mai ô mới được phần mai ô. Cho những tấm chiếu mới Gen Z nào chưa biết, áo mai ô chỉ một loại áo lót dùng cho nam giới. Và tất nhiên rồi, vì cũng thuộc loại hàng hóa nên ngay cả những chiếc áo lót nhỏ xíu xiu này thôi cũng được nhà nước cẩn thận phát cho người dân theo đúng tiêu chuẩn. Còn khi không đủ tiêu chuẩn thì chịu khó mà ở trần đi cho quen nhé. Bạn muốn cầm tiền tự mua áo mặc ư? Đừng có mơ. Nhà nước phân phối hàng hóa dựa vào hệ thống tem phiếu vô cùng nghiêm ngặt. Ngay đến tiền lương hàng tháng của người lao động cũng được quy ra lương thực, chứ không cộng vào thẻ ATM rồi tinh tinh như chúng ta bây giờ đâu. Mặc dù chợ đen vẫn hoạt động nhỏ lẻ, nhưng mà vì bị xem là bất hợp pháp nên hàng hóa chợ không có nhiều và thường có giá cắt cổ, nên hầu như cũng không có ai có điều kiện để mua sắm chui kiểu này. Có thể nói, đồng tiền vào thời bao cấp gần như là không có nhiều giá trị sử dụng. Qua từng giai đoạn áp dụng và phổ biến chế độ tem phiếu rộng khắp thì đồng tiền cũng cứ thế mà mất giá dần dần. Ví dụ, nếu lấy tiền lương năm 1978 làm chuẩn, thì đến năm 1980, số tiền lương này chỉ còn 51,1%. Còn nếu tính đến năm 1984, thì còn ngót lại thậm tệ hơn nữa, chỉ là 32,7% mà thôi. 2. Cái đói đến mở mắt thời bao cấp. Chắc hẳn là nhiều bạn đang thắc mắc vì sao được nhà nước chu cấp cho từ A đến Á, thậm chí đến Z như vậy mà lại đói cho được. Điều này thì đúng, nhưng mà chỉ đúng một nửa thôi. Bởi lẽ, toàn bộ nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho cuộc sống đều là thông qua chế độ tiêu chuẩn tem phiếu, có định mức cho từng cá nhân một. Thế nhưng, đa phần định mức này chỉ đáp ứng được một phần cực nhỏ nhu cầu sinh tồn của một con người mà thôi. Nói thế này cho các bạn dễ hình dung nhé. Một cán bộ nhà nước bình thường thời bấy giờ thường nhận được tiêu chuẩn từ 3 đến 5 lạng thịt một tháng. Nghĩa là một gia đình có hai vợ chồng cùng làm cán bộ nhà nước mà cũng chỉ được nhận không nổi một cân thịt mỗi tháng mà thôi. Nhiều như thế thì thử hỏi là ăn bao giờ cho hết. Chắc là phải đem ướp muối ăn dần cho đỡ tiếc mất thôi. Chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Thế nhưng điều kiện để nhận được miếng thịt tiêu chuẩn như vậy lại vô cùng khắt khe. Thông thường nếu chọn thịt thì thôi mỡ, vì chỉ được chọn một trong hai mà thôi. Thời đó thì làm gì có dầu ăn, thế nên ai nấy hễ có tiêu chuẩn lại tranh nhau miếng mỡ để xào nấu ăn rẻ sẻn cả tháng chẳng chơi. Dù vậy, riêng cán bộ cao cấp thì lại nhận được tiêu chuẩn gấp 40 lần nhân dân, lên tới 6 kg thịt một tháng. Các loại rau củ cũng đều có tiêu chuẩn từ 3 đến 5 kg một người một tháng mà thôi. Xem chừng hơi thiếu chất xơ rồi đây. Người lớn thì chẳng nói làm gì, thế nhưng em bé mới đẻ còn đỏ hỏn thôi cũng có tiêu chuẩn của riêng mình, rơi vào khoảng 4 lon sữa đặc ống thọ có đường trong một tháng. Tất nhiên là số sữa này chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu bú mớm của trẻ con. Thế mới có chuyện các em bú nước đường đầy thèm thuồng thay cho sữa để đỡ đói. Thường quá là thường đi mà. Nói chung là trừ phi bạn thực sự đảm nhận chức vụ cán bộ quan trọng nào đó. Còn nếu không, cả tôi, cả bạn, lẫn em bé vừa chui ra từ bụng mẹ, nếu bị ném về thời bao cấp sống thì cũng đói mòn cả con mắt ra mà thôi. 3. Sổ gạo, tem phiếu. Trái với quan niệm đồng tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo như hiện tại, ở thời bao cấp, việc trao đổi bằng tiền mặt rất hạn chế, hoàn toàn không có những cái tên mỹ miều như bây giờ, nào là doanh nhân đọc lệnh hay là bà Hoàng thổi nến đâu. Chỉ có tư thương, chợ đen, những từ mang ý nghĩa rất tiêu cực và khinh miệt dân buôn bán chui lủi mà thôi. Nói chung là ở cái thời đại này, sổ gạo và tem phiếu mới là hai thứ tồn tại duy nhất, còn tất cả những thứ khác có hay không, không quan trọng. Trong thời kỳ bao cấp, có rất nhiều loại tem phiếu, nhưng mà thiết yếu nhất có thể kể đến như gạo, vải, các mặt hàng thực phẩm, thịt, đường, sữa, chất đốt, dầu, than củi, sổ cung cấp phụ tùng xe đạp. Muốn mua được lương thực, thực phẩm, ông bà ta thế hệ thời đó có khi phải xếp hàng từ 3 đến 4 giờ sáng để giữ chỗ, phòng khi cửa hàng bán nửa chừng đã hết lương thực, thực phẩm mất rồi. Thậm chí là người ta còn dùng những cục gạch, chiếc dép, mảnh gỗ để mà xí chỗ từ khi cửa hàng còn chưa mở cửa nữa. Tuy nhiên là không phải cứ xếp hàng đầu là chắc chắn sẽ có phần, bởi vì còn rất nhiều người thuộc dạng ưu tiên hoặc là có móc ngoặc với nhân viên thương nghiệp nữa. Đen hơn là những trường hợp đến lượt mình mua mới biết là đã bị móc trộm mất tem phiếu hay là sổ gạo từ đời nào mất rồi. Câu nói buồn như mất sổ gạo cũng chính là xuất phát từ đây mà ra. 4. Hạt bò bò huyền thoại và chất lượng của hàng hóa thời bao cấp. Thiếu thốn thì đã đành rồi, chất lượng của một số loại hàng hóa thời bao cấp chỉ có thể gói gọn trong hai từ thê thảm mà thôi. Gạo thì mốc xanh đen, bột mì mốc, rau vàng héo úa, thịt bèo nhèo. Bởi lẽ cái phần thịt ngon đã được chia chác cho các mậu dịch viên và những mối quan hệ quen thân của các mậu dịch viên từ trước đó mất rồi. Sinh ra vào thời bao cấp, nhiều người cũng đã tập quen dần với những bữa cơm độn mì sợi mốc, bột mì tồn kho, sắn khô sắt lát hay được nấu hoàn toàn chỉ bằng gạo tấm mà thôi. Thế nhưng, có cơm độn hay cơm tấm mà ăn đã là cả một sự hạnh phúc, bởi nhiều người còn nhỏ hơn vậy rất nhiều, bởi bữa ăn của họ vỏn vẹn chỉ có một loại hạt tên là bò bò mà thôi. Theo đó, bò bò chính là một loại lúa miến hay cao lương, một loại cây chịu hạn rất tốt mà Liên Xô, Ấn Độ và một số nước có quan hệ hữu nghị với Việt Nam giai đoạn trước thập niên 1990 trồng rất nhiều để thu hoạch hạt. Vẻ ngoài của cây bò bò trông rất giống cây ngô nhưng lại trổ ra trùm nhiều hạt nhỏ như hạt đậu ở phần ngọn. Hạt bò bò có vỏ vô cùng cứng và vì vậy người ta rất khó có thể dùng nó để nấu ăn trực tiếp. Để làm thực phẩm cho con người, bò bò phải qua xay sát thành cám và lên men. Tuy nhiên, hạt bò bò đến với người Việt thời bao cấp nhiều khi không trải qua công đoạn như vậy. Cơ mà, bàn tay ta làm nên tất cả, nhai mỏi hàm rồi thì cũng phải nhừ ra. Để ăn được hạt bò bò chưa qua xử lý, người ta thường phải ngâm nước và nấu thật lâu. Tuy nhiên, ăn cơm bò bò vẫn cứng và sượng như thể là nhai sỏi vậy. Dù vậy, trong hoàn cảnh thiếu thốn đó, hạt bò bò dù cứng và khó nuốt đến đâu thì vẫn là thứ nuôi sống được con người. Thế nên, không ai dám chê bai gì hết. Muốn hiểu giá trị cao sang của những mặt hàng thời bao cấp, mời anh em nghe qua đôi dòng thơ sau. Nhất gạo, nhì rau, tam dầu tứ muối, thịt thì đuôi đuổi, cá biển mất mùa, đậu phụ chua chua, nước chấm nhạt thách, mì chính có đách, vải sợi chưa về, xăm lốp thiếu ghê, cái gì cũng thiếu. Nghe mà nấu hết cả ruột, các bạn có công nhận hay không? 5. Thương vụ bán 40 tấn vàng mua gạo thời bao cấp. Hiểu được muôn vàn khó khăn và thiếu thốn của nhân dân trong thời bao cấp, Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định bán vàng và lấy ngoại tệ để giải quyết các vấn đề khó khăn còn tồn đọng. Chuyện cấp bách nhất vẫn là chuyện mua lương thực, nguyên liệu sản xuất cũng như trả món nợ quốc tế đã đến hạn phải thanh toán. Theo cuốn lịch sử Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam và phóng sự điều tra của báo Tuổi Trẻ, Việt Nam đã bán tổng cộng 40 tấn vàng từ nhiều nguồn, bao gồm 16 tấn vàng tiếp quản của Việt Nam Cộng Hòa, còn lại là các loại vàng khác nhau từ những nguồn khác nhau. Ngoài vàng thỏi, còn có các loại vàng lá kim thành, các loại vàng vụn, kể cả nhẫn, vòng kiềng cũng gom lại hết, đem bán để lấy ngoại tệ. 6. Đám cưới thời bao cấp. Vào thời bao cấp, khi mà chưa có công nghệ Photoshop hiện đại như bây giờ, để lên ảnh đẹp và tươi tắn hơn, các chú rể thường được dặm thêm phấn son kỹ càng, y như cô dâu của mình vậy. Thời đó mà nhà nào giàu lắm mới có con xe cúp để mà đón dâu, còn lại hầu hết đều đón dâu bằng xe đạp. Thậm chí ở quê, nếu lấy vợ gần thì các chú rể còn đi bộ rước dâu nữa. Thế thì mới có câu, đẹp trai đi bộ không bằng mặt dỗ đi lơ, mặt dỗ đi lơ không bằng lưng gù đi cúp. Hôn trường thời bao cấp cũng đào đâu ra đèn chùm nhấp nháy để tha hồ quẩy như bây giờ. Thời ấy, sân khấu tổ chức hôn lễ có khi chỉ là một tấm vải chữ hỉ đỏ, đôi bồ câu và tên cô dâu chú rể được dán lên bằng giấy màu. Quan trọng nhất vẫn là buồng cưới phải không nào? Chỗ lãng mạn này vào thời bao cấp chẳng có hoa, bóng bay hay nến mà chỉ có chiếc chăn và rèm hôn công tạo ra không khí vui vẻ, hạnh phúc cho đôi vợ chồng son thì cũng là quý lắm rồi. Và cuối cùng, đó chính là chuyện xin việc thời bao cấp. Vào thời bao cấp, tất cả sinh viên ra trường đều được nhà nước phân công công việc nên khỏi lo thất nghiệp. Chỉ có điều, bạn sẽ không được tự do lựa chọn cơ quan làm việc cho mình. Thì đậu đại học thời đó cũng vô cùng khó khăn, ngoài học lực tiêu chuẩn cao còn phải xét đến cả lý lịch nữa. Thế nên cả làng, cả xã, thậm chí là cả huyện, may ra cũng mới có 1 đến 2 người đỗ đại học mà thôi. Nhưng mà một khi được đi học thì rất dễ khả năng tiến xa trong tương lai. Vì thế, nhà ai có con gái đỗ đại học thường sẽ làm cỗ khao làng rất to. Không tin, các bạn cứ thử hỏi ông bà, bố mẹ đi thì biết. Kể từ năm 1986, khi đất nước đã bắt đầu bước sang thời kỳ đổi mới, cũng là lúc chế độ quan liêu bao cấp dần trôi vào dĩ vãng, và cuộc sống cũng được thay đổi từng ngày. Đúng là có ngồi ngẫm nghĩ lại cảnh sống kham khổ của ông bà, bố mẹ mình ngày xưa mới càng thêm quý trọng cuộc sống đủ đầy.